Chào các bạn, trong một video trước thì mình có giới thiệu về hộp tteokbokki Itawo của quán trà sữa Fox Tea. Trong video này thì mình sử dụng 3 hộp tteokbokki tương tự để làm một đĩa mì cay tteokbokki to cho bác. Xin mời các bạn theo dõi nha. Mình dùng 3 gói mì Coreno Jumbo, mình mua với giá là một gói lớn và 10 gói nhỏ là khoảng 74.000, nhưng nếu giảm giá thì có thể sẽ vào khoảng 60. 3 hộp tteokbokki của Itaewon Fox Tea như mình đã nói, và mình đã lấy trứng trong hộp ra để bóc vỏ và cắt làm đôi. Sau đó là một ít hành lá sắc nhuyễn, chả cá mình cũng lấy ra từ trong hộp, và củ cải trắng phơi khô, và cuối cùng là một ít bắp cải ăn kèm để cho đỡ ngán. Gia vị nêm vô cùng đơn giản là tương ớt và tương cà của Jolly Max. Mình làm dĩa mì này là khẩu phần ăn cho 5 người, cho nên ngoài chả cá Hàn Quốc trong hộp thì mình còn mua thêm cá viên để bỏ vào thêm cho ngon. Mình cần nhiều nước một chút để làm sốt cho mì, nên mình đổ 4 chén nước vào để luộc tteokbokki. Trong một diễn biến khác thì mình luộc mì ở bếp bên cạnh. Sau khoảng 5 phút thì mình bỏ cá viên vào chung với tteokbokki để cho cá viên kịp chín. Lúc mì sôi thì các bạn có thể bỏ thêm một ít dầu ăn cho mì đừng dính, nhưng mà ở đây thì mình quên mất tiêu rồi. Mình chắc nước cho ráo rồi cho mì vào đĩa. Sau đó mình cho hết 3 gói sốt vào trong nồi. Tiếp theo là chả cá Hàn và củ cải trắng phơi khô. Sau đó mình cho hết bắp cải vào rồi đảo đều. Mình nêm thêm tương cà và tương ớt rồi nếm cho vừa khẩu vị của mình. Cuối cùng thì mình cho hành lá vào rồi tắt bếp. Bây giờ thì chỉ cần công đoạn bày ra đĩa và thưởng thức thôi.